Chào các bạn đến với kênh mình là Quang Vlog nè. Hôm nay mình sẽ nấu một nồi bún mắm nha ba. Tiếp tục mình nấu một nồi bún mắm để ăn mừng mình đạt 1.000 cá sốt. Tắm sườn một luôn ha. Ra qua. Hôm nay mình 1.000 cá sốt nha bạn. 1.000 cá sốt đây nha. Ăn mừng 1.000 cá sốt nha bạn ơi. Làm một nồi bún mắm nha. Quá ngon, quá thơm ngon luôn nha. Xã mình chuẩn bị trụng nha bạn ơi, trụng ra nha. Quá wow, tô bún mắm quá bự quá to nha bạn, nước lèo rất là đậm đặc nha, quá đậm đặc, nước lèo quá đậm đặc, quá ngon, quá thơm nha. Những con tôm mình đấy, con tôm mình mới sổ hồi hôm nha, tươi xanh tươi ngon lắm không nè, kìa ăn coi. Mày mà sợ ai mày? Con bún à? Ăn bún không? Dạ, thấy chưa? Dạ, ăn bún. Quá ngon. Chưa đây, rồi. Con đâu có cái này bự lắm, để hồi bác bảy trụng cho nhỏ cho con xích ra đây. Trụng nó chết này không có rau á. Nè nè. Nó nhiều lắm con. Đó có gạo để ăn rồi đó con. Đó có ớt là cài. Ớt cài á. Nó có mùi nó mùi tí rau à. Nhầm đợt. Để mẹ đi lấy cho tim ra đi ngồi chờ mẹ nha. Hồi nãy thằng nào nó không ăn. Thằng nào không đụng nè. Có muối ớt nữa hả? Muối ớt ăn kìa. Hồi trước bún xong đi cái quay qua. Muốn vậy nó. Con đòi gì nè. Muốn này hả? Ừ đồng muốn dài. Muốn này sao? Kệ đi. Do đó nó xỉa đây. Mày nha. Đúng không? Quá giờ ớt gì nữa. Ghê đó. Nè, ăn hả? Khả năng ăn được mấy tô vậy? Thường thường ăn tới 3 kg ớt, con này ớt này hơi ít á. Rồi, chẳng ăn đi con. Này Vũ hả? Thử thách ăn ớt cho bữa coi bữa. Là tôi mua 5 kg cho mày ăn. 3 kg được rồi, 5 kg hơi nhiều. 5 kg đi. Tao quảng cáo rồi mà gán ăn. Ủa không, mình sao đâu ta? Ăn sao mà hơn trên bất thường đâu. Vì mình lật xuống coi cho chui vòng vòng đâu đó coi kiếm lại. Có trứng thì. Cỡ hai con trứng chặt ra. Vũ vô bún nè. Đó, rồi ăn thằng Hoàng đổ nha. Đổ lên mình đó. Ăn mừng 1.000 cá súp các bạn ơi. Ngon không? Thằng Vũ rồi. Ớt bổ rồi hả? Ớt không cay chứ hả? Không cay. Hôm nay có thúng chỗ nào chứ? Ăn nhâm nhâm cho khỏe thôi. Quá ngon. Ăn nhâm nhâm cho khỏe thôi. Xiết lên. Ăn rồi lắc lắc cái đầu rồi. À, trời giúp con tôm cái. Ồ đảo quá ta. Trời.
Nè kéo cái tô sát của người đó. Xếp bằng rồi. Ngon quá các bạn. Tô bún nước lèo rất là thơm ngon nha. Em mình cũng đang ăn nha bạn. Ăn cũng mới đây cũng gần hết nha. Bốn tô rồi, năm tô là. Nè mình mới ăn hết tô à. Bữa tô khủng mà ăn hết. Giờ làm tiếp tô thứ hai à. Không ngại tô thứ hai luôn. Quá. Coi thằng nhỏ kia kìa. Cú đó ăn xiết đi ăn tô thứ hai nữa mày. Rằng. Cắm cái đầu hết. Vũ ăn giỡn ăn xào xào quên Vũ thôi. Thì ăn đứng ăn gì không ạ? Nó không rộn rộn. Nó không cay gì. Nó không cay. Ớt này không cay. Kiểu nhà trang hiểm á. Ớt này ớt bác ớt giả đâu bạn. Ăn cái hết cay không cay chứ. Ăn ớt mà không nghe mùi vị vậy. Muốn ớt không cay à. Cái gì? Thấy đỏ mà không cay vậy. Ăn trái thử thôi. Vâng, video mình tới đây tạm dừng các bạn ơi. Nếu thấy hay nhớ subscribe kênh và like, nhớ chia sẻ lên Facebook giúp mình nha. Tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui nha.